đang đến với chương trình Đêm Tiệc Cùng Sao. Mới từ Mỹ về. Ở Mỹ bao lâu mà nó ngọng đớt như vậy? Ở Mỹ cũng được mấy năm rồi. Tiếng Việt thì quên mà tiếng Anh thì chưa biết. Công công, Tôi chữ to nè. Minh Nhi. Và đêm nay các vị khách mời của chương trình sẽ là chào mừng quý vị đang đến với chương trình Đêm Tiệc Cùng Sao. Xin chào tất cả quý vị khán giả và xin chào tất cả những anh em đồng nghiệp của tôi đang đến với Đêm Tiệc Cùng Sao. Vào cuối tuần, vào ngày thứ bảy thì đề nghị là tổ chức tiệc ngay tại nhà của mình để mời đến rất nhiều những anh chị em nghệ sĩ để cùng chung vui với nhau, cùng thử tài, cùng thách đố để mang đến cho quý vị khán giả thật nhiều niềm vui. Nhưng mà dĩ nhiên, khách mời đến nhà đề nghị là sẽ có những cái phần quà hấp dẫn, những phần quà giá trị mang về sau khi kết thúc đêm tiệc. Đại Nghĩa ơi! Cái gì? Ai đó? Ai mới kêu réo gì tôi? À, có người tới. Khách tới nữa. Hello. Thúy Nga. Thúy Nga hả? Yeah. Trời ơi, bỏ cái mắt kính ra coi. Nè. Đúng rồi. Đúng rồi. Bà chị. Trời ơi. Bà chị, tôi mời bà chị mấy giờ? Hả? Tôi mời bà chị đúng 20 giờ thứ bảy có mặt tại nhà của tôi. Tại sao bây giờ trễ hết 3 phút đồng hồ mới xuất hiện là sao? Đại Nghĩa thông cảm. Tại mình từ Mỹ bay về đó. Cái chuyện mình không muốn về trễ mà tại anh phi công ảnh nhìn thấy sắc đẹp của mình đó. Ảnh bay chậm lại. Cho nên là Thúy Nga vô là chuột lỗi là hung đại trà hết trời. Trời ơi, hung đại trà hả? Trời ơi, nhiêu đây hung chắc xong mòn môi quá. Bỏ đi. Hung cái gì mà giống như bác ăn người ta vậy đó. Hung mà có Thôi, ăn không hết em đâu. Mới từ Mỹ về. Mới từ Mỹ về. Ở Mỹ bao lâu mà nó ngọng đớt như vậy? Ở Mỹ cũng được mấy năm rồi. Tiếng Việt thì quên mà tiếng Anh thì chưa biết. Bây giờ vậy nè, múa hát gì được không? Tập thơ, hát tặng mọi người chuộc lỗi được chưa? Mình múa đi. Mình múa có anh Vũ đọc thơ. Thôi được rồi, bây giờ anh Vũ sẽ lên cứu Thúy Nga nha. Anh Vũ sẽ làm một bài thơ để tặng cho tất cả mọi người. Một bài thơ chúc mừng mọi người vậy thôi. Anh Vũ xin làm nha. Đầu nha. Chúc cho tất cả mọi người một ngày vui vẻ, nụ cười trên môi, may mắn đến mãi không thôi, an lành hạnh phúc bên người mình thương. Này nó cạn quá. Thôi, thôi này mà múa được tôi múa không có được. Chẳng là để tôi múa gió vậy. Được rồi. Vậy là đủ vui rồi. Bây giờ vậy nè, làm ơn chị dời cái cáo lông của chị về chỗ ngồi giùm em được chưa? Thực sự ra nãy giờ vào đây thì cũng xin lỗi mọi người là Thúy Nga về trễ quá. Mà thấy mọi người đông quá. Đúng là một đêm tiệc cùng sao. Đây là nhà Đại Nghĩa hả? Dạ, nhà của em. Nhìn giống nhà đại gia nhỉ? Chị về chỗ ngồi đi. Dạ, đúng vậy. Bây giờ thì các vị khách của Đại Nghĩa đã đầy đủ rồi. Xin được phép giới thiệu sơ qua một chút cho mọi người hiểu và làm quen với nhau nha. Bởi vì đây có hai người bạn mới. Cái em mà gọn gọn ngồi kế bên chị Thúy Nga đó. Đó, cái em gọn thì gọn đó, áo đỏ luôn đó. Đây là Tất Diệu Hằng. Đó. Bạn này là một sinh viên mới ra trường thôi nhưng mà cũng rất là duyên dáng và dễ thương. Đại Nghĩa cũng mời đến đây tham gia đêm tiệc của mình. Chào mọi người đi em. Dạ em chào mọi người. Đại Nghĩa, chị thấy chị ngồi với Tí Đô nó không hợp. Con nhỏ này với con nhỏ này ngồi đây vô nó dồn cặp.
Nói chung là Thúy Nga sợ là bánh mì kẹp thịt á. Trời ơi, hai người ngồi kẹp em mà em muốn chảy mỡ. Thêm một người bạn mới nữa muốn giới thiệu cho tất cả mọi người biết. Đây, bạn này là bạn Gia Kính. Xin chào tất cả mọi người ạ. Hiện nay công việc của Gia Kính là làm PT đó, hướng dẫn cho những anh em nào muốn giảm cân đó. Em thấy rằng ở đây em sẽ hướng dẫn cho ai? Dạ em thấy là ai là khách hàng tiềm năng của em? Em thấy khách hàng tiềm năng nhất đó là chị Thúy Nga. Sao vậy? Nga thấy gọn quá mà em. Chị gọn mà dạ em. Không, tại chị gọn mình tập dễ, kiểu như mà anh tí đô là mình tập mình mệt lắm. Cảm ơn em. Dạ. Đây một người nghệ sĩ quá quen thuộc với mọi người, danh hài Anh Vũ. Và kế bên Anh Vũ, trai đẹp Hà Trí Quang. Và kế bên nữa là một người phụ nữ và ngày càng mặn mòi, nhan sắc giống như nó trưng trổ ra đó, Lan Phương. Còn đối diện với Lan Phương bên góc này, cô gái áo đen, quyền lực, mặt kiêu hãnh, lạnh lùng, giống như là bị ép đến ăn tiệc vậy đó, Khả Như. Em tại vì em tới đây á, em quyết định là em giữ cái nét mà ngọc nữ của em á, nên bây giờ mọi người cứ việc chơi vui vẻ đó, em sẽ cổ vũ mọi người. Dạ, cái người phụ nữ đến kể là nghệ sĩ Thúy Nga. Người cuối cùng mà Đại Nghĩa muốn giới thiệu, người đàn ông mà tự nhận mình có gương mặt V-Line. Tự nhận với mấy tôi nói nha. Tự nhận luôn hả? Đúng rồi anh nghĩ lên em đi. Gương mặt V-Line. Một V-Line người nghệ sĩ mà không có một miếng nọng nào hết. Vương Khang. Tên thân mật thì gọi là Tí Đô, nhưng mà nghệ danh chúng ta vẫn biết đó là bạn Vương Khang. Đây là những người bạn, những người nghệ sĩ anh em của Đại Nghĩa mời đến tham gia đêm tiệc này. Còn bây giờ thì giới thiệu cho mọi người biết về không gian căn nhà của Đại Nghĩa nha. Bên tay trái của mọi người nhìn xem, nguyên một dàn trai xinh gái đẹp. Mấy đứa em trong nhà. Bên tay phải nhìn đi, đó, ban nhạc của đêm tiệc cùng sao và nữ ca sĩ Mỹ Ngọc. Chia lại chỗ ngồi của mọi người, phân bố hai bên cho nó đều nhau. Cái lực lượng, Phương ơi em ăn quá vậy Phương? Đó đi chị. Em không biết làm gì khác ngoài việc ăn. Em thấy mọi người nói chuyện vui quá, em chỉ biết ăn bằng xem thôi, giống như xem phim ấy. Anh chưa có nhập tiệc Phương ơi, nó nghe nè. Phương ơi thôi bây giờ mình giảm giảm, mình tém tém lại chút xíu nha. Đó bây giờ anh mời em qua đây ngồi nè. Đó. Dạ. Trời ơi. Chính vậy anh thấy em cứ tướng chị là càng nè. Mời chị Thúy Nga qua đây. Cũng được. Chị Nga qua cầm nữ cái này đây qua. Nhiều quá, nó chặt cái sắc đẹp của chị để chị qua với cái chàng trai kia cho chị tỏa sáng. Có duyên dáng Việt Nam chị. Duyên dáng Việt Nam. Rồi, Trí Quang qua đây luôn đi em. Bên đây đang hiếm trai đẹp. Chị qua cái em bị chuyển qua kia rồi kìa. Chắc tại vì cái sắc đẹp em không có bằng chị. Chị nghĩ em đi đó. Có qua đây rồi. Rồi Vương Khang ơi, Vương Khang. Bây giờ em với Lan Phương hợp vô ăn sập nhà anh Khang. Qua đây ngồi giùm anh nha. Thôi cho em ngồi bên này được không? Qua bên đây giùm anh, năn nỉ em luôn đó. Thôi, chỗ của em là chỗ này nè. Em nói rồi, chỗ nhà của anh là chỗ cái này nè. Em phải ngồi đây nè. Khang ơi Khang, anh làm cái chuyện đó coi được. Chứ bây giờ em làm là sập nhà, gãy ghế, gãy bàn của anh. Mời em, rước em, thỉnh em qua bên đây. Vương Khang qua đi em, để còn có dịp rồi qua nữa. Khả Như, qua đây luôn. Dạ. Chia ra bớt đi chứ vừa dồn một bên được, ăn được, quá. Được, nhí, ngồi bên đây đi. Ủa, không được, về chị Nga về lại bên đây. Ủa sao rảnh vậy? Trời ơi, tôi qua kia cũng được chứ ngồi cạnh tí đồ á, cảm giác giống như núi đè tôi vậy đó. Bên đây có em chị ơi. Bên đây có bé Hằng. Bên đây còn em mà. Anh dời bé Hằng qua bên đây. Ủa, nữa hả? Dời Hằng qua đây, kính qua đây. Rồi, sao? Cân bằng, đẹp. Em nè chị. Đẹp đôi hình. Bên đây thì mời Diệu Hằng, anh xin nhờ làm đội trưởng nha. Còn bên đây thì mời Gia Kính, em xin nhờ làm đội trưởng. Đội hình đẹp, đầy đủ, vỗ tay! Wow. Và ở đây, chúng ta là những người nghệ sĩ đã quá quen thuộc và dạn dĩ, cho nên là hãy hỗ trợ cho hai người bạn mới, hai đứa em nhỏ nhất ở đây, để làm sao hai đứa em nó ra về nó có ấn tượng đẹp về tất cả mọi người nha! Nha các anh chị, các bạn, các em! Và thưa quý vị khán giả, bây giờ thì chúng ta sẽ đến ngay với thử thách đầu tiên của Đêm Tiệc Cùng Sao!
các anh chị em, các bạn bè của tôi ơi, thử thách đầu tiên này là một thử thách sẽ mang lại cho chúng ta rất nhiều những bất ngờ. Trò này có tên là bùm chéo bất ngờ. Đây, ở đây có một cái tô và bên trong này có rất là nhiều những cái bông giấy tôi để sẵn. Một lát nữa tôi sẽ bỏ vào trong đây những cái lá thăm theo từng cái chủ đề. Mỗi một lượt chơi sẽ có hai người của hai đội lên đây. Nghe đọc chủ đề xong sẽ bóc một lá thăm lên đây, mở ra coi từ khóa bên trong là cái gì. Và mình sẽ diễn tả cho đồng đội của mình bên dưới, diễn tả bằng hành động, bằng lời nói, nhưng không được nói cái từ trùng với cái từ khóa từ cái trong lá thăm nha. Bên dưới mà đoán đúng được cái từ khóa này mình sẽ có ngay một điểm. Và khi đoán chính xác xong phải nhanh thật nhanh đẩy cái tô qua bên phía đối phương. Bên đây cũng vậy, bóc lá thăm lên, đọc, gợi ý, diễn tả. Ở dưới đoán đúng, đẩy cái tô qua bên đây. Cứ làm như thế, và nếu như cái tô nó nổ bên phía của đội nào thì bên đội đó mất cái điểm của lượt chơi đó nha. Rất đơn giản, chơi đi rồi sẽ biết. Mời hai đội trưởng đầu tiên, Gia Kính và Tất Diệu Hằng. Cố lên Hằng ơi. Cái chủ đề cho hai em á là các từ có chữ bàn. Giờ hai đội, đội nào muốn bốc trước đây? Dạ em là nữ nên em ưu tiên cho anh Kính bốc trước. Em là nữ, em ưu tiên cho anh Kính bốc trước. Dạ. Men lắm em. Chú Bi. Mày lắm. Mày thua đi rồi biết tay tao. Dạ bốc trước khó hơn đó chị. Chú Bi, bắt đầu. Diễn tả lẹ. Để lao, có cái từ trong từ khóa. Để lao. Lau bàn. Không, để cái dùng cái gì dùng để lao. Khăn khánh mạch. Khăn bàn. Không, hai từ. Khăn bàn khánh lâu. Qua đi. Khăn bàn. Đây, khăn bàn. Trời ơi, chị ơi. Đây, đây. Ê, không có, Kính ở đây. Ủa vậy hả? Kính ở đây. Anh làm cái gì vậy? Em với anh đang làm gì? Bàn luận. Bàn cãi. Đúng. Đẩy qua. Tự như là bàn cãi mà cái này nó nguy hiểm hơn. Bàn nào? Đó trời ơi. Không, bỏ qua. Bỏ ra ngoài, đừng bỏ vô đây. À, sút vô. Bàn thắng. Bỏ ra ngoài thì bỏ vô trong nha. Cái này là cái gì? Ở trong là cái gì? Không phải. Không bàn. Trời ơi, sao bỏ ra ngoài mấy đứa. Có từ khóa nha. Bóng bàn. Em giỏi quá. Cái gì nè, cái này để có cái này phát sáng. Mình thắng rồi chị. Ủa mình thắng hả? Trời ơi, mình thắng mà chị còn không hay nữa. Ngồi tỉnh đó không thắng. Đó là từ điện bàn, bé Hằng nó chưa kịp diễn tả là nó bùm chéo bên đây rồi. Đội của Gia Kính ghi được 3 điểm. Yeah. Biết nãy Kính nó cái gì là dạy gì không? Bàn mưu. Đúng rồi. Bàn mưu tính kế. Đó. Mời chị Nga với anh Vũ. Đây, chủ đề dành cho chị Thúy Nga và anh Vũ là động vật biết bay. Em tin tưởng anh Vũ là một cái người mà hoạt ngôn, từ vựng của anh nhiều lắm. Chắc chắn là anh sẽ thắng đây. Đúng rồi. Nãy đội mình thua đúng không anh? Đúng rồi. Giờ anh bốc trước. Chuẩn bị, bắt đầu. Kêu cái mà. Quá. Đẩy qua. Nhanh lên chị Nga ơi. Trời ơi, cái gì mà rung quá à? Cái gì? Mà lấy được lông vậy? Qua đi. Khó lắm, con này khó lắm. Cái con gì mà nó giống như con. Đúng rồi. Đẩy qua. Hột xoài. Cái gì vậy? Đậu hột xoài. Rồi. Rồi. Con gì mà nó nói suốt ngày luôn á. Sao? Không. Con chiếc kẹp. Đúng rồi. Đẩy qua. Nhanh lên anh Vũ ơi, hết giờ nó nổ bây giờ. Nổ hả? Bỏ qua. Con lạ quá. Ừ. Không công. Mấy giữ. Kiếm đâu? Đi nha. Đi đẩy qua. Có con, cái con gì mà nó, cái mỏ nó như này nè. Vừa lắm, hay quá. Vừa lắm. Vì sao cái nguồn lanh lẹ. Đây, con gì đó chị? Đây, để im lặng, để tôi diễn tả cho. Nè, mọi người, coi nha. Đoán được không nha? Có con chim là chim. Mạnh Quyên. Chích chòe đúng rồi. Chim nào mà
dài như thế. Chứ nào mà bà Nga đi về chỗ. Đi phía Nga. Nhưng mà anh Vũ cũng đã giành chiến thắng ở cái lượt thi này với 3 điểm. Khả Như, Lan Phương, xin mời. Cố lên chị ơi. Em đã từng chơi cái trò chơi này rồi đúng không? Dạ. Em nói cho mọi người biết đi, cái lần mà em đến chơi nhà anh lúc trước á, chơi trò này em thắng hay thua? Trời, làm sao mà thắng được. Đó. Biết cái tương lai đội mình đi về đâu rồi hả nha. Em phải lấy lại phong độ cho anh. Dạ, em sẽ cố gắng. Chủ đề cho Khả Như với Lan Phương là động vật bốn chân. Chuẩn bị. Như ơi, cố lên. Bắt đầu. Cố lên Phương ơi. Để cho chú con. Con bò. Chính xác. Đẩy qua, đẩy qua. Trời ơi. Đánh lớp. À, con gì và chùm nhỏ? Con cáo. Chính xác, đẩy qua. Một con. Thằng Lăng. Đúng rồi, chúng ta chạy qua. Đẩy cửa Quang ơi. Ủng hộ em quá. Con gì giống con cọp quá. Báo. Chính xác, đẩy qua. Nhanh lên Phương ơi. Cái đuôi. À cưng thôi, thôi. Thúi quá hả? Bỏ qua. Bỏ qua đi con. Bình tĩnh Phương ơi. Cái sừng rồi em thấy rồi. Con trâu. Con dê. Chính xác, đẩy qua. Nhanh lên Như ơi. Con gì làm biến lắm. Con lưỡi. Thôi, đẩy qua. Đúng, nổ. Không hả? Nước mắt. Người ta hay nói câu nước mắt gì? Cá sấu. Đó, phải không? Thì em nói đi, ai biết không chịu nói. Nhưng mà làm gì ai mà đi. Bà nói nước mắt vô. Trời ơi, cả dòng họ em tin tưởng chị. Nãy dầm dầm trò tưởng là không được nói. Em giống anh Vũ hả? Ừ. Đại Nghĩa ơi, sao em không nói chuyện này? Mai mốt mình sắp phải cái cặp nó tỉnh tỉnh. Mẹ hai con điên ở đằng sau làm sao mà thi. Gia đình lượt thi vừa rồi, Khả Như mang về 3 điểm. Lượt cuối Hà Trí Quang và người đàn ông không có miếng nọng nào hết, tí đô lên đây. Cố lên anh ơi. Đeo mắt kiến trắng vô. Đó. Em gái. Chủ đề của mình nè là chuyện cổ tích tấm cám. Thời gian bắt đầu. Cái chỗ mà vua ở. À, cung điện. No. À, lâu đài. Không, cái hoàng mình từ. Hoàng cung. Không, mình từ ở dưới quê mình lên gì để đi thi á. Kinh thành. Chính xác, đẩy qua. Nhập liền. Ba từ. Tấm làm cái gì. Thế chị. Không. Qua đi. Dục. Tem trầu. Qua đi. Tem trầu cạn, tem trầu. Ba từ. Tấm tem trầu. Qua đi, lẹ lên căng ơi. Rồi, thấy đâu. Hai từ. Chính xác, đẩy qua. Nhìn lên Quang ơi. Bốn bàn lên ăn cái gì? Ba bốn chữ lên ăn cái gì? Không bàn. Không phải, bốn bàn lên ăn cái gì? Chớ gì? Không có bài gì hết trơn. Trong tâm. Cái gì con trước đi, cái gạo đó là cái gì? Hạt gì? Dạ chính xác. Trời, rách luôn rồi vậy. Hai từ. Đó để dệt, làm gì? Bỏ đi, nó bỏ đi. Trời ơi, cái gì vậy? Ba từ. Viết con tấm, chết, mọc lên cái gì? Cái cao. Không. Lên ngay. Làm hoàng hậu. Tập nhà. Làm gì? Cây xoan vào. Ở cây xoan. Tức ghê rồi luôn. Bốn bàn. Đây là hắn ngồi đây mà không có nhớ. Bốn bàn lên ăn cơm. Ủa chắc em lộn tuồng. Không, đúng rồi. Đúng không? Phải là cái câu cuối cùng. Chớ cái gì? Chớ ăn cái gì? Chớ ăn cơm hẩm cháo hoa. Em lộn đoạn. Đúng nó. Rồi vậy. Thôi đi về. Nói thừa người ta không thuộc bài luôn. Đi về luôn. Thôi đi, cái đội bên đây là không có tuổi thơ nè. Cái chuyện tắm cám nó quen. Cái xoan, nhớ cái xoan. Cái cao không à. Ba,
Trí Quang mang về cho mình 2 điểm. Thử thách đầu tiên đã kết thúc, đội của Gia Kính được 5 điểm. Và đội của Tất Diệu Hằng 6 điểm. Không sao, không sao. Chênh lệch 1 điểm ăn nhầm cái gì, đúng không? Trời, chênh lệch đó không có đáng là bao nhiêu. Đó. Nhưng mình đến đây vui là chính thôi. Đã phải thắng. Cố gắng. Bà nghe cái mặt bà khát máu vậy đó. Mà bà kêu vui là chính. Vui là chính. Bây giờ chúng ta sẽ đến với thử thách thứ hai của đêm tiệc cùng sao.